Một loạt các sự kiện văn hóa dự kiến diễn ra vào lễ hội Halloween vào đầu tháng 11 năm nay đã bị hủy bỏ sau tai nạn bi thảm xảy ra ở Itaewon, Hàn Quốc. Theo đó, công ty giải trí lớn nhất của Hàn Quốc, SM Entertainment, đã quyết định hủy bỏ sự kiện tiệc Halloween nổi tiếng của mình. SM Entertainment cũng đã thông báo đến người dùng trên nền tảng fandom của mình là Gwangja Club về quyết định này. Bên cạnh đó, lễ hội lớn nhất nhì trong nước là Busan Kwan Asian Festival, chương trình Big Boss 2203 ở Yeonsang-gu. Buổi quà nhạc tưởng nhớ Michael Jackson cũng đã đều bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn sang năm sau. Các công viên giải trí lớn cũng hủy lễ hội ma quá năm nay ngay khi biết thông tin về thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon. Lotte World và khu nghỉ dưỡng Logaland Korea ở Chuncheon cũng đã gỡ tất cả thông tin về Halloween khỏi trang web chính thức. Các nhà chức trách thủ đô Seoul quyết định tạm dừng các sự kiện văn hóa lớn của thành phố, bao gồm lễ hội đi bộ trên cầu Jamsu, sự kiện 2022 Unification World được tổ chức bởi khoảng 51 nhà lập pháp cũng đã phải ngừng lại. Trong buổi công chiếu phim Black Panther: Wakanda Forever, nhiều diễn viên nổi tiếng đã tri ân tài tử quá cố Chadwick Boseman. Các diễn viên đã bày tỏ lòng kính trọng với nam diễn viên qua những tạo hình ấn tượng trên thảm đỏ vào buổi công chiếu bộ phim. Diễn viên Janesia Adam-Ginyard đã tri ân nam diễn viên quá cố bằng cách vẽ chân dung chiến binh báo đen lên lưng. The People đánh giá tạo hình của nữ diễn viên khi xuất hiện tại sự kiện gợi đến hình ảnh của một bộ lạc huyền thoại. Trong khi đó, đạo diễn Ryan Coogler dự thảm đỏ với bộ trang phục toàn màu trắng, vốn là màu chủ đạo trong tang lễ cho nhân vật T'Challa trong phim Black Panther: Wakanda Forever. Ngoài ra, anh còn đeo chiếc vòng cổ có hình Chadwick để bày tỏ sự kính trọng với người quá cố. Nữ diễn viên Letitia Wright lại tái hiện khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Chadwick Boseman bằng cách diện bộ pantsuit đen tại sự kiện. Trong quá khứ, nam diễn viên quá cố cũng từng mặc thiết kế tương tự. Chadwick Boseman bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng năm 2016, tuy nhiên anh dự kiến chuyện này và đã bất ngờ ra đi sau một thời gian dài chống chọi. Trong lần xuất hiện mới đây trên series Horizon, nữ ca sĩ Billie Eilish đã chia sẻ về quan điểm của mình về những ý kiến của khán giả cho nhạc của cô là trầm cảm và u uất. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ cho rằng âm nhạc của cô là âm nhạc của sự chân thật, không phải sự u uất như khán giả đang nhận định. Cụ thể thì Billie Eilish chia sẻ rằng cô thấy hơi khó hiểu khi mọi người nói rằng nhạc của cô buồn bã và đen tối. Bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ với những ca khúc cô sáng tác, bởi khi viết nhạc, cô lấy chất liệu chính từ thực tế cuộc sống và cảm xúc của mình. Thực tế, ở năm đầu tiên của sự nghiệp, Billie Eilish mang tới phong cách mạnh mẽ, cá tính. Nét âm nhạc của nữ ca sĩ ở thời điểm này cũng được cho là quá đau buồn và trầm cảm. Hơn nữa, với giọng hát đầy ma mị, âm nhạc của Billie Eilish càng độc lạ và dị thường hơn nữa. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chủ nhân của giải thưởng Grammy đã thay đổi hơn rất nhiều so với những ngày đầu bước vào nghề. Billie thay đổi hình tượng, nhuộm tóc vàng, mặc những trang phục quyến rũ, bó sát thay vì những bộ quần áo dài rộng. Đây có thể coi là đánh dấu hình ảnh của một Billie Eilish thoải mái hoàn toàn khác trong mắt công chúng. Theo tờ Variety, đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran sẽ quản lý DC Studio, tên cũ là DC Film thuộc Warner Bros. Discovery, giám sát mảng phim ngắn, phim truyền hình và phim hoạt hình. Từ khi Walter Hamada thông báo từ chức người đứng đầu DC Film, cuộc tìm kiếm người giám sát mới đã diễn ra. Nhiều cái tên được đưa ra nhưng không có thông tin cụ thể, cho tới khi James Gunn và Safran được lựa chọn. Cả hai đều bày tỏ vinh dự khi được trở thành người quản lý của những nhân vật DC mà họ yêu thích từ nhỏ. Họ đã dành lời cảm ơn những thành viên của Warner Bros. Discovery và biết ơn David Zaslav, giám đốc điều hành. James Gunn và Safran cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các dự án khác ngoài DC. David Zaslav dành nhiều lời khen cho hai chủ tịch mới. Ông cho rằng họ có đủ yếu tố và điều kiện để phát triển chiến lược dài hạn của các dự án, đồng thời đưa vũ trụ DC lên tầm cao mới về sự sáng tạo. James Gunn sinh năm 1966, từng viết và đạo diễn nhiều bộ phim của DC như The Suicide Squad và phim truyền hình Peacemaker. Peter Safran sinh năm 1965, là một nhà sản xuất và quản lý phim người Mỹ gốc Anh.